Con gái Nhã Phương được mẹ đưa đi tô tượng, nhưng phụ huynh lại chiếm spotlight vì điểm siêu hài. Khoảnh khắc dễ thương của gia đình Nhã Phương đang thu hút nhiều sự chú ý. Trường Giang và Nhã Phương trở thành cặp vợ chồng được nhiều khán giả quan tâm nhất nhì trong showbiz Việt. Tính đến hiện tại, từ sau hôn lễ cổ tích diễn ra vào 2018, cả hai đã có 7 năm gắn kết tính từ thời điểm công khai hẹn hò cho đến khi chính thức quyết định về chung một nhà và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc như bây giờ. Gia đình nhỏ ngày càng viên mãn đầm ấm khi bé Destiny chào đời. Sau đó, Nhã Phương cũng đã chính thức mang thai con thứ hai. Ở thời điểm hiện tại, cặp đôi cũng đã đón con trai thứ hai chào đời. Nhã Phương và Trường Giang có gia đình hạnh phúc. Cho đến mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Nhã Phương đã hé lộ đoạn clip đời thường bên con gái và nhận được đông đảo sự quan tâm từ khán giả. Theo đó, ái nữ đã gây sốt khi trổ tài tô tượng rất dễ thương và khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú. Tuy nhiên lần này, bà xã Trường Giang lại chiếm spotlight của con gái. Cụ thể, dù đưa ái nữ đi tô tượng, xong cô nàng lại ngủ luôn phần của con gái, khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười. Qua đó, cô nàng cũng đến kèm chia sẻ rất hài hước. Bộ mặt thật của mẹ bỉm hai con, chị Destiny muốn mẹ đưa đi tô tượng và cái kết có thể thấy sau khi trở thành mẹ mỉm, nhã phương dường như cũng bận rộn hơn và không có thời gian để ngủ đặc biệt nhóc tỳ cũng gây sốt vì vẫn vô tư tô tượng và mặc kệ luôn mẹ của mình nhã phương gây cười vì dắt con gái đi tô tượng nhưng lại ngủ quên